Đất mình đây nha, đất mình đây nha. Đất mình đây. 5 x 40 thổ cư 50 nhé. Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, đất cách thị xã 5 km. Đó. Từ đường bê tông là đụng vô đất mình luôn đây. Đường này vô đất nè. Đường đá. Đường đá nha. Đó. Điện đường. Nhà dân đầy đủ ha. Đó. Đất đây nha. 5 x 40 thổ cư 50. Sổ sẵn.